Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Rất vui và được gặp lại quý vị và các bạn trong clip ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong clip ngày hôm nay Ô tô 360 chúng tôi thay mặt cho những người làm chương trình Ô tô 360, tôi Mr. Tuấn Nguyễn xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là chiếc xe Honda City. Đây là chiếc xe Honda City được sản xuất năm 2016 và là số tự động, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.8 km rồi ạ. Đây là chiếc xe màu trắng, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã chạy được 3.8 km rồi ạ. Chiếc xe này còn rất mới và rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn xem chi tiết camera chúng tôi đang quay cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Ở cái phiên bản số tự động này thì Honda đã trang bị cho chiếc xe City này là một động cơ xăng 1.5 lít và hộp số tự động. Bản số tự động này thì cũng đã được trang bị rất là nhiều option, ví dụ như là khóa thông minh, đèn ổ start stop và cảm biến lùi, gương chiếu hậu là gương gập điện và chỉnh điện. Hệ thống âm thanh giải trí đó là cái đầu CD với rất nhiều option và các tính năng sử dụng ạ. Và xin quý vị và các bạn hãy like và đăng ký clip để giúp chúng tôi có động lực để làm video để gửi đến quý vị và các bạn xem kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà Ô tô 360 chúng tôi đăng lên đây này ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp và muốn like thử chiếc xe City này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Thưa quý vị và các bạn, ở phân khúc hạng C thì chiếc xe Honda City này được đánh giá rất cao bởi nó đến từ cái thương hiệu nổi tiếng từ Nhật Bản, đó là thương hiệu Honda. Ở Việt Nam mình thì sử dụng thương hiệu Honda và Toyota rất là nhiều. Sử dụng nhiều là cũng bởi vì chiếc xe này nó được sản xuất theo thương hiệu của Nhật Bản ạ. Bởi máy móc các thứ là bền bỉ mà chúng ta hay thường gọi nó là nồi đồng cối đá đấy. Chiếc xe chạy được 3.8 thôi nó còn rất là mới và đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì mời quý vị và các bạn qua xem. Nếu ưng xe thì chúng tôi sẽ bớt giá cho quý vị và các bạn ạ. Nhiều quý vị và các bạn gọi điện hỏi chúng tôi là nếu như mà bớt giá thì có bớt được nhiều hay không ạ, bớt được bao nhiêu ạ. Nói chung là chúng tôi bán hàng thì là bớt nhiều hay bớt ít thì nó phụ thuộc cả vào cái độ nhiệt tình của quý khách nữa ạ. Quý khách cứ đến xem xe rồi chúng tôi sẽ bớt giá cho quý vị và các bạn ạ. Vì mua cái xe cũ thì quý vị và các bạn nên phải ưng xe cái đã, đến xem trực tiếp xem có ưng hay không thì hãy làm việc với phần giá cả. Chiếc xe này chạy được có 3.8 km thôi, còn rất là mới và đẹp ạ. Màu trắng cũng rất phù hợp cho các chị em phụ nữ đi ạ, mà nó là chiếc xe Honda City. Tên của nó đã nói lên là chiếc xe này dành cho xe đô thị rồi ạ. Sử dụng rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Máy móc thì lại bền bỉ vì nó được đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, đó là thương hiệu Honda. Và tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những cái dòng xe sedan như chiếc xe Honda City này ạ. Quý vị và các bạn mà qua cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn được xem rất nhiều các loại xe khác cùng phân khúc và có thể là nhiều xe khác phân khúc cũng có. Chúng tôi đang có rất nhiều xe. Mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Đến với chúng tôi thì quý vị các bạn được xem những xe ô tô cũ chất lượng còn tốt nhất, còn mới nhất. Đảm bảo quý vị các bạn sẽ hài lòng. Quý vị các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm video để cho quý vị các bạn xem ạ. Tôi mua xe về và chúng tôi sẽ làm video để đăng lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem những cái xe ô tô cũ ạ. Cho nên là xin quý vị và các bạn đang xem clip thì hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Ô tô 360 chúng tôi ạ. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục xem về chiếc xe Honda City 2016 này ạ.
Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn từ ngoại thất cho đến nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Honda City 2016 này, chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được 3.8 km rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh. Và quý vị và các bạn có thể liên hệ với ô tô 360 chúng tôi với số hotline là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.